xin chào tất cả các con. Các con ơi, hôm nay là sinh nhật của bạn Suka đấy. Và cô đã chuẩn bị cho bạn ý một chiếc váy rất là đẹp. Các con nhìn xem chiếc váy này có gì đặc biệt. Chúng mình cùng quan sát thật kỹ nhé. Đúng rồi, phần chân váy có các họa tiết được sắp xếp theo đúng ý thích của bạn ấy đấy. Đó là bông hoa và chiếc lá. Bây giờ các con hãy cùng cô đọc các họa tiết có trên váy nào. Bông hoa, chiếc lá. Bông hoa, chiếc lá. Lặp lại, bông hoa, chiếc lá. Bông hoa, chiếc lá. Các con hãy lấy bông hoa và chiếc lá mà bố mẹ chuẩn bị để cùng cô thực hành nhé. Họa tiết của chiếc váy được sắp xếp như sau. Cứ một bông hoa rồi đến một chiếc lá. Một bông hoa rồi lại đến một chiếc lá. Vậy tiếp theo sẽ là gì nhỉ? Đúng rồi, một bông hoa rồi đến một chiếc lá. Đây chính là quy tắc sắp xếp hai đối tượng A, B đấy các con ạ. Chiếc váy của bạn Suka vẫn chưa được hoàn thiện. Bây giờ cô và chúng mình cùng trang trí cổ áo và phần eo cho chiếc váy của bạn ấy nhé. Đầu tiên cô sẽ trang trí phần eo váy. Chúng mình lấy một bông hoa, rồi đến một chiếc lá, rồi lặp lại một bông hoa, rồi đến một chiếc lá. Tiếp tới phần cổ áo, chúng mình cũng sẽ sắp xếp theo quy tắc A, B nhé. Vậy là chiếc váy đã được trang trí rất đẹp rồi. Bây giờ chúng mình sẽ đến với trò chơi. Trò chơi ô cửa bí ẩn. Cách chơi như sau. Trên màn hình là dãy sắp xếp theo quy tắc A, B. Cứ một chú mèo rồi đến một chú cá, rồi lặp lại một chú mèo rồi đến một chú cá. Tuy nhiên, trên dãy sắp xếp này đang khuyết hai chỗ trống. Nhiệm vụ của các con là hãy tìm hình chính xác để điền vào chỗ trống sao cho phù hợp với dãy quy tắc sắp xếp. Chúng mình sẽ có 5 giây để suy nghĩ và trả lời. Các con đã sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng bắt đầu chơi nhé! Chỗ trống thứ nhất, chúng mình chọn cá hay chọn mèo nào? Đúng rồi, đó là chú cá. Chúng mình tiếp tục chơi nhé. Và đáp án là chú mèo. Ngoài dãy AB vừa tạo ra, còn có nhiều cách sắp xếp khác nữa. Thông qua trò chơi sau đây, các con hãy thử sắp xếp để tạo ra các dãy quy tắc sau nhé. AAB, ABB. Trên màn hình có những chiếc bát và những chiếc thìa. Các con hãy quan sát và cho cô biết cô đã sắp xếp những chiếc bát và chiếc thìa này như thế nào. Cô có hai đáp án. Đáp án A là quy tắc AAB. Đáp án B là quy tắc ABB. Chúng mình có 5 giây để suy nghĩ và trả lời. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Đáp án đúng là đáp án A, quy tắc AAB. Trong bức ảnh này, chúng mình có nhìn thấy sự khác biệt trong cách sắp xếp không? Cô có 2 đáp án cho chúng mình lựa chọn. Đáp án A, quy tắc AB. Đáp án B, quy tắc ABB. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Đáp án đúng là đáp án B, quy tắc ABB. Cô xin chúc mừng những bạn có câu trả lời đúng giống cô, một tràng vỗ tay nào. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn chúng mình cách sắp xếp quy tắc của hai đối tượng. Cô hy vọng rằng vào giờ học lần sau, chúng mình có thể chia sẻ cho cô và các bạn về những cách sắp xếp mới nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con.